Xin chào tất cả mọi người, lại là quán cà phê Cá Coi đây. Hôm nay Dương Nguyễn sẽ mời mọi người đi một quán cà phê Cá Coi nữa nha. Thì quán này là cũng là Dương Nguyễn đi lần đầu tiên thôi. Nghe nói là đã khai trương cách đây cũng gần một tháng rồi đó mọi người. Nhưng mà hôm nay mới có dịp đi tới cà phê Cá Coi. Quán này là ở quận 10 nha mọi người, số 1A, đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, tên là Hoa Sơn Coi. Nếu mà mọi người có đi đường Đồng Nai thì cũng dễ nhận ra lắm mọi người. Vừa là mặt tiền mà quán cũng bự nữa, cho nên là đi ngang qua là sẽ thấy liền luôn nha mọi người. Cá ở đây mình thấy rất là lớn, ý đó là cái con nó bự mọi người, nó khỏe mà màu sắc nó cũng rất là đẹp nữa. Cà phê Cá Coi thì mọi người cũng thừa biết rồi, là một trong những cái hình thức cà phê cũng không phải là mới mẻ nhưng mà vẫn chưa bao giờ là hết hot mọi người. Là một trong những cái điểm mà mọi người có thể đi xả stress sau mỗi ngày làm việc, hoặc là dẫn con rồi đi gia đình mình tới đây tổ chức tiệc sinh nhật, hoặc là dẫn các bé đi để cho các bé tới đây cho cá ăn, ngồi nhìn cá ăn cũng vui lắm mọi người. Quán thì không gian rộng lắm, màu ở đây mình thấy là không có giống như những cái quán cà phê Cá Coi mình hay thấy là nó hay có hoa anh đào mọi người. Đặc biệt là quán này là mình không thấy những cái cây hoa anh đào nha. Nhưng mà cái đèn này nè, cái kiểu đèn này thì là quán cà phê Cá Coi nào cũng có. Mọi người thấy cá đây đông ha. Thức ăn cho cá ở đây là 10.000 một bịch. Thì cái này thì các bé thì sẽ rất là thích. Khi mình thả thức ăn xuống thì cá sẽ bu lại như vậy nè mọi người. Nếu mà mọi người muốn ngắm cá thì mọi người nên mua một bịch thức ăn cho cá, rồi mọi người thả xuống cho cá thì nó sẽ bơi tới, tập trung tới cái chỗ mình nha. Không gian của quán thì mọi người cũng biết rồi, những cái hồ này ở trong cái lồng này thì là đặc biệt, là đặc trưng của quán cà phê Cá Coi rồi. Nếu mà hôm nào khách đông thì mọi người sẽ phải lên trên lầu nha. Ở trên lầu thì nó sẽ không có được gần với cá. Và đây là mọi người tham khảo menu nha. Menu thì có vừa có thức uống vừa có thức ăn luôn. Thì mọi người tham khảo qua cái menu. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thích video thì cho Dương Nguyễn Family một like, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Dương Nguyễn Family nha. Cảm ơn tất cả mọi người.